Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4 tháng 2, Bắc Bộ duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Tuy nhiên, thời tiết nhiều nơi được cải thiện hơn một ngày trước, nền nhiệt tăng nhanh, mức nhiệt tăng cao nhất đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 30 độ và từ trưa đến chiều khu vực này trời giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng ở mức 18 đến 22 độ, nên chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm. Đáng lưu ý trong ngày, tại nhiều khu vực, thành phố, khu đô thị như Hà Nội, chất lượng không khí tiếp tục ở ngưỡng nguy hại khi các lớp sương mù còn bao phủ, bụi bẩn không thể khuếch tán. Dự báo ngày 4 tháng 2 là ngày cuối tiếp diễn tình trạng sương mù dày đặc. Từ mùng 5 tháng 2, khi một bộ phận không khí lạnh yếu đi, di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc, hiện tượng này sẽ giảm. Ngoài ra, thời tiết các khu vực khác ngày nắng, đêm không mưa, riêng Nam Bộ, biên độ nhiệt ngày đêm cách biệt lớn, nên sáng sớm trời dịu mát, đến trưa và đầu giờ chiều, khu vực có nắng mạnh với mức từ 32 đến 35 độ C. Dự báo thời tiết biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Sóng biển cao từ 1 đến 2 m. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Các vùng biển khác không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 27 đến 29 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi, trời nắng và nắng nóng, cả ngày hầu như không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!